Thời gian qua, dư luận vẫn đang quan tâm đặc biệt đến vấn đề từ thiện của các nghệ sĩ và những ồn ào xoay quanh. Dù đã được chứng minh trong sạch, không có dấu hiệu ăn chặn từ thiện hay lợi dụng danh tiếng để trục lợi cá nhân, tuy nhiên các nghệ sĩ vướng vào ồn ào vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh là một cái tên được chú ý khi vướng vào việc ngâm 14 tỷ tiền từ thiện. Nam danh hài nhận vô số chỉ trích từ khán giả và chọn cách im lặng sống trong nhà thờ tổ để tránh tai tiếng cũng như sự soi xét của mọi người. Ồn ào nổ ra kéo theo đó là các hệ lụy phía sau: danh tiếng Hoài Linh bị giảm sút, các nhãn hàng đồng loạt gỡ hình ảnh của nam danh hài với lý do hết hạn hợp đồng. Mới đây nhất, hình ảnh quán bún Tư Ròm của nghệ sĩ Hoài Linh ngừng kinh doanh mặc cho thuê khiến nhiều dân mạng không khỏi bất ngờ. Người quay clip thậm chí còn hùng hồn khẳng định Hoài Linh vì thất thu nên phải đóng cửa hàng. Được biết đây là cơ sở của nghệ sĩ Hoài Linh mở ra hoạt động song song với việc làm nghệ thuật. Từng có khoảng thời gian nhà hàng của nghệ sĩ Hoài Linh ăn đi làm ra và mở khá nhiều chi nhánh không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác. Tuy nhiên theo như những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thì tiệm bún lớn nhất của nghệ sĩ Hoài Linh tại khu Trung Sơn quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hiện đã thanh lý mặt bằng ngừng kinh doanh. Người quay thậm chí còn khẳng định anh đã phải cho thuê mặt bằng. Dù có nhiều lời bàn tán nhưng việc sập tiệm hay bị ảnh hưởng do ồn ào từ thiện là thông tin chưa được kiểm chứng và chỉ xuất phát từ chủ nhân đăng tải video. Theo khán giả, việc kinh doanh và không thu được lợi nhuận dẫn đến đóng cửa trả lại mặt bằng là vô cùng bình thường, nhất là trong thời gian dịch bệnh khó lường và lượng khách không ổn định. Và lượng khách không ổn định thì việc đóng cửa những chi nhánh không có lợi nhuận cao là hoàn toàn dễ hiểu. Hiện tại đoạn video của chủ tài khoản này vẫn thu hút được sự quan tâm của khán giả, không ít những bình luận liên quan đến quán ăn của nghệ sĩ Hoài Linh. Hay chính bản thân nam danh hài vẫn được khán giả bàn luận xôn xao. Hoài Linh bị đồn qua đời và sự thực ngã ngửa. Hoài Linh vừa chính thức lên tiếng tin đồn mình qua đời do bạo bệnh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Danh hài cho hay anh vừa đọc được những tin nhắn mọi người gửi bài báo viết về mình. Không còn cảm thấy bất ngờ trước những tin đồn giật gân và sai sự thực này nữa nên Hoài Linh khá bàng quang. Tuy nhiên anh cũng nhắc khéo các nhà báo, lần sau nếu có đưa tin thì nên viết đúng chính tả để đỡ gây nhầm lẫn cho người đọc. Hoài Linh viết, ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn, giúp kinh tế gia đình. Còn nếu đăng tôi chết để câu view, để sống, thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện, hoan hỉ. Hoài Linh có lẽ là một trong những nghệ sĩ được báo tin buồn nhiều nhất showbiz Việt. Anh liên tục được thông báo đang nguy kịch, hôn mê hay gặp tai nạn bất ngờ. Hoài Linh từng tâm sự. Vùng cổ em bị chút bệnh, 2 năm trước nói không ra tiếng, cũng vì thế mà bị nói hôn mê, chết 2-3 lần. Hoài Linh từng rớt nước mắt khi nói về những thị phi và những tin đồn ác ý nhắm vào anh trong thời gian qua. Tuy nhiên, danh hài cho rằng làm nghệ sĩ thì phải biết chấp nhận tất cả, chỉ cần sống hết mình với nghề. Danh hài còn xem những tin đồn về mình là một niềm vui, bởi nếu mình chết thật thì sẽ không nhìn thấy được những điều đó. Hoài Linh bị đồn qua đời và sự thực ngã ngửa. Hoài Linh vừa chính thức lên tiếng tin đồn mình qua đời do bạo bệnh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Danh hài cho hay anh vừa đọc được những tin nhắn mọi người gửi bài báo viết về mình. Không còn cảm thấy bất ngờ trước những tin đồn giật gân và sai sự thực này nữa nên Hoài Linh khá bàng quang. Tuy nhiên anh cũng nhắc khéo các nhà báo, lần sau nếu có đưa tin thì nên viết đúng chính tả để đỡ gây nhầm lẫn cho người đọc. Hoài Linh viết, ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn, giúp kinh tế gia đình. Còn nếu đăng tôi chết để câu view, để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện, hoan hỉ. Hoài Linh có lẽ là một trong những nghệ sĩ được báo tin buồn nhiều nhất showbiz Việt. Anh liên tục được thông báo đang nguy kịch, hôn mê hay gặp tai nạn bất ngờ. Hoài Linh từng tâm sự. Vùng cổ em bị chút bệnh, 2 năm trước nói không ra tiếng, cũng vì thế mà bị nói hôn mê, chết 2-3 lần. Hoài Linh từng rớt nước mắt khi nói về những thị phi và những tin đồn ác ý nhắm vào anh trong thời gian qua.
Tuy nhiên, Danh Hải cho rằng làm nghệ sĩ thì phải biết chấp nhận tất cả, chỉ cần sống hết mình với nghề. Danh Hải còn xem những tin đồn về mình là một niềm vui, bởi nếu mình chết thật thì sẽ không nhìn thấy được những điều đó.